đây thì mình sử dụng cái gói bột chiên xù này thì mình sẽ chiên cái phần bóng cà này nhé. Nghe vậy chưa? Ngay con, ngủ ngay cái đêm đây đó. Ngủ thêm mấy bài giảng thôi mà gì? Wow, cho đêm hãy thực cho, lấy mấy mẹ rửa mắt rửa mũi con nó hừ. Rồi. Không chứ. Chưa, nó mới sống được. Sống mới được. Nó vô được tiền. Vô được tiền thì vô chiều bốn đi đón đạt đi rút luôn chi. Chưa, tránh thủ chưa. Bố ăn mọn nghe không? Đâu thế mà. Em mới cố gắng làm phạt cho bánh thì anh có biết ra là bao nhiêu mọn nữa. Khổ đấy. Bánh cà này, bánh cà chân giòn này. Bao chạy đi bố ơi, bố chạy chó trừ 5 trừ mà chơi đi. Bốc đến ngôi là cái... Em lên cái xe với cái củi mà chửi cho con nắng ấy. Cưng cổ chưa, cưng cổ 3 tháng rồi đi. 3 tháng chưa đi, mẹ sẽ cho nó cưng cổ. Nam trời dương mà chơi. Bông đến ngơi là cưng ngủ. Tư thân. Rồi các bạn, như vậy thì mình đã hoàn thành xong. Đây là món bánh cà chiên giòn chiên xù rồi các bạn này. Đấy, đây là món bánh cà chiên xù các bạn nha. Các bạn ăn kèm với tương ớt cũng được này, ăn kèm với nước mắm cũng được nha các bạn. Các bạn có thể nhìn cũng rất là thơm, ngon và giòn các bạn nha. Đây là món bánh cà chiên xù. Đây, các bạn trông thấy nó không? Đấy. Đây các bạn này, đây là món bánh cà chiên xù nha. Trông
cho nó hấp dẫn. Chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho chúng ta cách làm một món, đó là món bánh mì trứng sữa các bạn nha. Thì ở đây là mình sử dụng cái bánh mì này là bánh mì vuông các bạn này. Đây, bánh mì này. Ở đây thì mình sử dụng một quả trứng như thế này nhá. Một ít sữa đặc các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ làm một món bánh mì trứng sữa để chúng ta ăn bữa sáng các bạn nha. Đây các bạn này, đây là cái phần trứng thì mình sẽ đập nó ra nhé.